trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. 3, 2, 1 Music. Perfect nha, nha mọi người ơi. Chị Ngọc, lên chỗ anh lần đi. Đi nhanh lên chị Ngọc. Đây nè, đây nè. Đây nè, qua đây coi. Rồi. Ai đang ngồi chung một ghế? Thúy con với Trung Thúy Vinh. Cả hai đều ngồi mà. Ai là ai ngồi trước? Em. Vinh out, Vinh out. Ghế lật, ghế lật, lật. Ghế lật, ghế lật, lật, lật. Bên trái ghế kêu lật. Chi ngồi đi con. Chi ngồi đi con. Em phải đi ghế rồi đó cho anh đó. Đúng rồi. Con chạy kịp đâu. Chó chị đó. Xa lắm lắm. Lật qua bên đây nè, đúng rồi. Ba lên. Ai vẫn chơi, ai vẫn chơi. Khỏi lấy anh Vinh ơi, khỏi lấy. Số 2 về, số 1 lên. Số 2 về, về là không được lấy đúng không? Ủa, về có quyền. Lấy không được giờ mình chứ. Chạy đúng cái gì, chạy đúng cái gì, chạy đúng cái gì. Số 2. Đó, 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 đó. Ngưng vàng nè, chuẩn bị ngưng vàng nè. Đây là trò chơi liên hoàn. Chúng ta sẽ có 3 đội chơi ở 3 vị trí khác nhau. Đội nào có người chiến thắng nhiều hơn đội đó thắng. Mời lui về sau. Đầu tiên là vị trí chúng ta chơi hai đội, hai bên. Mỗi cá nhân phải làm sao thổi được cái cục giấy này, ngã được chai. Chai nào cũng được, miễn sao 5 chai ngã là được. Nếu như trong trường hợp mình thổi chai đối phương ngã là có lợi cho đối phương, vậy thôi. Trời ơi hột. Trò chơi tiếp theo là trò chơi linh hoạt. Chúng ta sẽ đập tay vào nhau một cách liên tục, và sau đó sẽ có người ta nhanh tay, người ta lụm cái đó, mình đập cái đấy bể thua, nhưng mà mình nhanh hơn thì mình sẽ lụm đó, đó bỏ về lại đó là thua. Mời hiểu chưa ạ? Đó, đơn giản vậy thôi. Trò chơi thứ ba dành cho những người lớn tuổi. Ok, là tôi đó. Trò chơi này chúng ta sẽ có nhiều cái cục xúc xích sắt này. Yeah. Chúng ta sẽ ghi bất kỳ con vật nào ở trên thế giới loài người mà có thật. Thế giới loài vật chứ. Thế giới loài người. Những con vật trên thế giới loài người có thật. Những con vật trên thế giới loài người. Thế giới loài người biết đúng không? Đúng rồi. Yeah. Thì ta ghi tất cả mỗi mặt một con. Thì sau đó sẽ có ba tổ chức hỏi con nào to nhất thì hai bạn sẽ thảy. Bạn nào hiện lên cái con đó to nhất bạn đó thắng. Vậy cái đó em chơi. Ôi. Anh chơi này lanh lợi. Không, hả? Chơi này anh thổi. Em thổi. Cái phần chơi mà các con vật trên thế giới loài người á là chúng ta sẽ cược bằng những quả trứng gà bằng vàng này. Đúng rồi, vậy thôi anh đúng này. Chúng ta sẽ cược nhau sau mỗi lần thả thì ai thắng thì sẽ được quyền hình phạt. Trong này nó có những hình phạt riêng của nó. Ok. Trận đầu tiên là Lan Ngọc và Võ Tấn Phát, chuẩn bị 2, 3 bắt đầu. Hay quá Phát ơi. Hay quá Phát ơi. Trời ơi. Thưa quý vị thân mến, các anh chị em nghệ sĩ thân mến, vâng. Trò chơi này cần sự gan dạ và sự khéo léo. Vâng. Gan dạ thì có lâm vị dạ. Đúng vậy. Đây là chương trình Discovery. Ghê vậy. Đúng vậy. Xin hỏi chị Ngọc, chị đã từng sợ con gì nhất? Em sợ con ếch. Có ếch. Nói ra chi vậy? Nhưng mà không có đâu. Không có dạ. Đâu. Dạ. Dạ sợ con rắn. Sợ rắn hả? Nói chung là mấy con nào không có chân thì em sợ. Có nó trong chương trình này. Em sợ mấy con mềm mềm dài dài mà nó. Em tả cái gì kê gớm vậy bé Ngân? Con gì mềm mềm dài dài? Lương chẳng hạn. Lương em, lương con không có lông luôn nữa. Là con không có lông luôn. Rất là ghê luôn. Con thật sợ con gì? Em không sợ con gì hết, em chỉ sợ con em. À, sợ con của mình, con cái. Sợ con em gì? Em là em sợ con rắn. Em thấy rắn là chắc em xỉu luôn không? Tức là sợ con gì? Sợ con vợ thôi. Vợ thôi. À, Vinh sợ con gì? Vinh sợ Ngân. Sợ Ngân. Ủa nếu vậy thì anh Lực
sợ con ngọc, bác sợ con dạ là đủ luôn. Thôi kêu quá trời. Thì nói thiệt nha, những cái con mà vừa kể là có đó. Trước giờ có con nào mà nó cắn anh chưa? Cắn anh thì có một con thôi, đang ở bên Phú Nhuận á. Tức lên, ngồi lên, phải ngồi lên, ngồi lên, thành công. Trời ơi. Ủa, là mình phải chạy vòng hay mình dí với đâu không có được, tắt tắt nghe. Đâu được tắt nghe đúng không? Ê, cái này trơn lắm luôn á. Trơn hơn mấy lần mình chơi luôn á. Xin lỗi, nó sao vậy? Chạy theo cái đường người ta chạy chứ không được chạy. Nhưng mà phải quay người trước người sau mới dễ chạy chứ. Hai người thôi. Em nói bà là bà Chi có gì nói mà bà mới ngờ mà tới chị á là em phải chụp ngân lại để chị chụp cái cây liền. Không, bà qua bà đi chụp bà Ngọc. Mày làm gì vậy Chi? Em nói chị đứng chạy đến đằng kia mình đâu có được đi xéo đâu. Bây giờ như thế này, cái người mà tạo ra mưa là người đi làm người ta. Tức là bây giờ Ngân đi thì Ngân không cần phải đi vòng qua đây mà Ngân đi bên tay phải. Là vòng qua ghế của chị Dạ. À, nhưng mà khi về đích là phải đi vòng ha. À, cặp nào bị á thì mình sẽ đi từ phía phải. Giờ chơi lại từ đầu á. Chơi lại từ đầu. Bé Nắng nè. Khu vực này là không có hợp cho em được luôn. Bé Nắng à. Chị Trinh không? Không không không, không sợ lắm. Đi bên kia kìa, đi bên kia kìa. Ủa Ngân, đi đâu vậy? Rồi đừng có đợi đó chị. Không phải nè, em chưa nói nắng hay mưa mà. Ủa? Em chưa nói nắng hay mưa mà. Đồng đội mình đâu? Mình đứng im đi, đừng đi ngựa. Không có, mình đồng đội. Ôi, đồng đội, mình tự nhiên để tôi. Không có. Em chưa nói nắng hay mưa mà. Bây giờ ngồi lại đi, em mới được nói. Như vậy là lượt đầu tiên Thúy Ngân thua. Trời ơi, lần đầu thua. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội. Tới Lan Ngọc. Đây anh. Đừng có đụng với tôi dí em chạy té sấp mặt. Em nhớ lại cái trường hợp của Tiểu Vy không? Anh ok không? Anh ok. Anh ok mà anh đi chen đường em không có bụp được ảnh. Nắng là lượng. Nắng. Dạ chuẩn bị, coi chừng. Nắng. Ôi sao hoài vậy? Dạ. Bóp được. Được hết á. Bóp không? Bóp đi. Tao sợ. Đi đi. Đi đâu? Đi đi. Cái gì vậy? Nó đang kẹt. Đi đi. Đi đi. Giữ lại. Nhảy lên. Ủa, có quyền cản hả? Đâu ai cấm đâu? Em cản anh Luật á. Anh phải vòng qua bên em, tự nhiên anh chạy lại trước mặt em. Đúng rồi, anh Luật đi sai. Vinh nó cản tôi kìa. Thì đúng rồi. Đâu ai cấm đâu, đâu có vào đâu. Ok, ok. Ủa, đáng lẽ ra anh Luật vừa đụng anh Vinh là anh Vinh thua rồi, sao anh Vinh cản? Anh đâu phải là người bị. Em là người bóp anh mà. Anh là người bóp cái bóng mà. Anh bóp vừa. Đó, lý luận sắc bén. Anh nói gì em tiếng đi. Anh Luật. Nắng nha, nắng nha. Mình té đâu, mình đứng dậy chỗ đó anh Luật ơi. Chưa nói em mà. Khùng. Nắng. Trời ơi, cẩn thận. Mưa. 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 Chạy luôn ơi, chạy luôn. Nhanh lên kìa, nhanh lên. Anh Luật anh sợ đó. Nhanh lên, nhanh lên. Ha ha ha!
chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, tôi quay qua tôi thấy nó nhảy vô, nó dồ luôn. Dồ luôn. Lượt này tiến lực thua. Yeah. Anh chơi tiếp đi. Thưa quý vị, cái người thua phải thắng xong là sẽ bị lẫn quẩn trong cái vùng chơi. Tiến lực. Đây. Dòng xây vô tận, vô tận. Nắng. Trời ơi à. Nắng. Anh nữa không? Anh nữa không? Xém té. Nắng. Nắng. Nói đi, rồi đi. Rồi bắt. Làm gì có chịu mình xa như vậy, phải để từ trên đầu để xuống. Để đầu để xuống sao sao chạy. Nhưng mà ai cho anh bớt như vậy, anh Giang anh bớt thì xa như vậy, ai mà tính. Miễn sao em ướt là được rồi. Không ướt là không tính nha, okay. Ướt là được rồi. Ok, ok. Nắng. 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 Tôi không bao giờ chơi đồng đội tôi. Mưa. Mưa. Quyết tệ tương tàn. Em không chấp nhận kết quả. Anh Luật không có lòng. Cái đó anh Luật bị thua. Anh Luật làm lại. Tào lao quá đi. Thì anh Luật không có đi vòng ra làm sao. Trời ơi, cái lúc mà Luật ngồi đây Luật là đã sai đó mà mọi người không chịu về. Mà cuối cùng Luật về bên kia mà Luật không đi vòng đây. Đâu Luật thua. Làm lại. Làm lại tiếp. Trời không ơi biết. Anh hết chuyện anh chơi đội mình, anh muốn đội mình thua đúng không? Giờ anh đi đâu rồi? Tôi mệt quá rồi mọi người à. Thôi đợi em xíu, đợi em xíu. Bên này, bên này bác chơi, bên này, bên này. Mẹ. À. Sung quá. Anh nhớ anh nha. Em à. Nắng. Là tôi đúng không? Ngọc ngồi xuống. Ngồi xuống đàng hoàng. Em ngồi xuống đàng hoàng làm trò gì vậy? Nắng. Hai lần đợi thôi. Đừng nữa mà. Cái gì cùng quá. Đừng hồi nãy nữa mà. Chú chơi để chú lấy sĩ diện thôi. Nắng. Nắng nè. Thôi mà. Giờ mình còn phải cảnh giác đồng đội. Buồn. Buồn. Mười mái chẳng rồi kìa. Nắng. Nắng. Nắng em ơi, em chạy nhanh lắm. Bé này cũng vậy. Cũng vậy là cái chữ cũng vậy thôi. Còn nắng là phải nắng hay mưa thì mưa. Thôi. Chi con làm gì con nắm cái này cứng ngắc vậy chi? Con làm gì vậy? Con thủ chứ. Trong nhà không mà nắng. Thua đó. Thôi. Thôi. Buồn. Buồn. Không có cách. Rồi xuống. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Em ngồi xuống đàng hoàng. Nắng. Em ngồi xuống đàng hoàng đi. Em ngồi xuống đàng hoàng, em đừng có làm như vậy. Em ngồi, em sẽ làm. Em ngồi đàng hoàng. Em muốn chơi đàng hoàng không? Mưa. Sao đi quen được lại chị? Thật là chạy nhanh dữ vậy trời. Phải trộn mà. Như vậy là Thúy Ngân thắng. Lực tiếp tục. Mệt quá gì trời. Mệt. Anh hiểu cảm giác của chị Dạ mùi trước chưa? Bây giờ hai đồng đội có cứu một lần không? Dạ cố đi. Ủa. Chạy nhanh lên. Đã nó chạy chậm mà nó có chậm đi trước. Nhanh lên chị. Nhanh lên chị.
Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, trời ơi. Cuối cùng tôi đã thoát rồi. Sao chú có tính thắng đồng đội vậy? Ghê luôn á. Bỏ lan chạy đằng sau với nhau luôn lần trước. Làm gì đi ngược luôn á. Mấy đứa đừng kiếm anh mệt lắm rồi. Tính tụi em ăn miếng trả miếng lắm. Anh mà đã muốn chơi kiểu đó thì tụi em cũng chơi y vậy. Bây giờ sẽ là lượt của Lam Vĩ Dạ. Đừng, dạ anh mệt, dạ kênh thở chút xíu dạ. Tại vì tôi biết anh mệt cho nên là... Dạ, nếu mà vậy mình phải tính là chi về trước đi con. Để đường ấy hơn. Đường rộng mở không chị? Nắng chưa? Nắng. À nắng. Ừ, cho anh nắng cái vậy. Mưa. Ủa lộn, nắng. Chưa. Bóng chưa bẻ ba, bóng chưa bẻ ba. Không phải, bị liệu nắng. Trời ơi trời, tôi cảm tôi có tuổi rồi, tôi liệu đây là nắng nè. Đó, cái mặt này đâu thể nào là mưa, đúng không? Đây là nắng luôn. Lâu lâu đi Sài Gòn qua tôi bắt chứ. Anh cho em hỏi cái khu trượt nước ở đâu anh? Ngay chỗ khúc giữa. Trượt ống á? Đó, ngay khúc giữa đó. À, cái nắng xối mây đó hả? Chà, cái máng này trượt đã nha. Đã nha. À, con có thích chỗ này không? Con thấy là trượt cũng đã á. Trượt cũng đã ha. Dạ. Vậy thì mình trượt luôn chỗ này. Dạ. Chạy, chủ yếu là cái ghế chứ không phải là đụng hay bị gì hết trơn á. Chạy. Trời ơi, công nhận đội tôi hay ghê, tự hại nhau không? Trời ơi, thì bởi vì em mới hồi nãy em hại đội em một cái để cho mọi người đỡ áp lực á. Tiếp tục Lam Vĩ Dạ. Chà, hai đứa thể lực mạnh nhất trong team. Mệt quá. Sao ăn con hổ vồ sợ lắm. Mấy lượt rồi Vinh không có được nhìn. Vinh quay lên. Vinh sao mà nhìn mưa mưa. Ơi chủ yếu là cái ghế ngồi. Chủ yếu là cái ghế ngồi hả? Đi luôn anh, đi luôn anh, đi luôn anh. Phải trở về cái ghế này nè. Đi anh Vinh, đi anh Vinh. Đi. Là chơi chưa, nãy giờ là đội đó chơi chưa vậy anh Giang? Lượt này tiếp tục thua. Anh ơi, chơi bao nhiêu lượt mới hết vậy anh? Hai lượt nữa. Rồi, chúng ta sẽ đổi vị trí. Mời Lan Ngọc với lại Tuyết Vinh ngồi giữa. Em muốn đổi anh Luật vô cái vị trí này. Xin mời. Nắng. Chết luôn. Nắng. Thích mưa hay thích nắng? Mưa. Thì là mưa. Ê, Vinh không được dí dạ. Đúng rồi, phải là Ngọc. Đúng rồi, phải là Ngọc. Phải là Ngọc, chứ Vinh kìa Vinh, chơi lớn chạy rồi. Đây nè, thì đây. Ủa, thì chạy thôi. Không được, không được. Đúng là chết rồi mà. Chị chạy về đi, chạy về đi. Đúng là chết rồi mà. Chạy về thôi. Chạy về đi. Chủ yếu là cái ghế. Em đừng có chơi ăn gian như vậy. Rồi, nhỏ em tôi đã gãy đổ rồi. Sao? Bây giờ đội nào chơi trước? Cho cái đội khéo léo chơi chứ là đội tôi để coi bên đó vô khoảng chừng 3 cái tôi chịu thua luôn chứ. Rồi, xin mời. Anh hèn quá Lực. Mời trở tay lại, mình trái phụ lên bên kia nè. Trời ơi, cái vụ bắt trói đâu này nọ tôi rành lắm. Đi lên phường. Đi lên phường vậy. 3 phút. Ba trước đây, anh làm trước chưa? Rồi, anh Vinh nè, anh Vinh rồi. Vinh làm rồi. Đó, hay quá anh Vinh ơi. Ủa sao hay vậy? Hay quá. Wow. Hay quá. Rồi sau lên. Hay quá, ra ngoài luôn. Anh Vinh đã dùng tay nha. Anh Vinh đã dùng tay nha. Ai trói gì đụng kỹ gì trời. Anh lộn chứ ai. Coi chừng mất cái mây vậy. Sao hay vậy? Ủa đâu rồi trời. Tôi nhẹ nhàng với em thì em lại chơi ăn gian. Đừng trách tôi. Cơ cộng của cái điện cái đứt đó. Sao lên? Nằm xuống. Phát. Ê, cái đó nhỏ lắm.
Đúng rồi, đó. Hợp lý, hợp lý. Hay quá à. Nằm xuống trường qua đúng rồi. Sao hay vậy? Ai làm khổ mày chi vậy trời ơi. Hay quá, beautiful. Rồi, ok, rồi, ok. Ok, ok. Ấp ngược vô, ấp ngược vô, ấp ngược vô, đúng rồi. Rồi, ngân, rồi, ngân. Wow, sốc thật anh ơi. Ơ, sốc luôn rồi. Không ai trói chặt bằng tôi hết trơn. Dướng rồi, dướng rồi. Hay dữ vậy. Yeah. Wow. Yeah. Đây, mình đứng rõ. Sao đứng lên nè. Đứng lên bình thường thôi. Đúng rồi. Đó. Ấp đầu vô. Anh nhìn hay thiệt chứ. Ờ, ông lòng hay vậy hả? Trường, 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 trường. Vô, khoát. Dạ. Chết tôi rồi. Vô thế, vô thế. Chặt không? Đợi nhanh nha. Đợi nhanh nha. Đội của anh em là dướng là anh Luật thôi à. Đợi nhanh nha. Ôi. Ra dướng nha. Nằm xuống. Này à, đúng rồi. Đợi nhanh à. Ngon. Hình như anh hay thì dưới anh trơn thôi sao. Vô thế, vô thế. Ờ. Thế. Đúng rồi bác ơi, hay quá bác ơi. Quá. Wow. Ủa đội nào bỏ cuộc. Hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Chuyên nghiệp ơi. Qua kia. Tắt. Mặt đâu rồi. Yeah. Nhìn. Yeah. 3 phút trôi qua. 10 cái phao chúc mừng. Một thử thách không hề đơn giản dành cho đời. Thấy có cái người này ngon mập mạp là áp lực cho đội em. Tại sao? Tại vì cái thân thể anh Luật nó bị nhiều chỗ vướng víu lắm, mà ảnh không có linh hoạt nữa như là hai người đàn ông bên Ủa, kia. Chưa chơi mà. Mà còn bị rối loạn tiền đình nữa, làm sao có thể uyển chuyển được như đội người ta? Chưa quá chơi trời mà. Buồn áp lực quá đi, gánh nặng đặt lên vai hai đứa bé chưa nhỏ. Chưa chơi mà. Chưa chơi cũng biết. Có mấy xin thua đâu. Không có gì nữa. Không có gì. Rồi đây, thua cho rồi đi. 10 cái pháo nha. Tụi tôi phạm tội gì? Tụi tôi chưa thua mà tại sao đối xử với tụi tôi như người thua cuộc vậy? 3 phút bắt đầu. Đội lẹ vậy. Rồi vô. Vô 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 vô. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tới đi, tới đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đủ đâu? Tới đi, móc vô cây, lợi thế cái cây nữa. Không hiểu hả trời. Đó, lợi thế cái cây móc vô. Không có được, phải xuống xíu nữa mới móc vô được. Anh Giang, anh thử không hả anh Giang? Em đã nói là không có được. Đó. Rồi tới anh Luật. Vô. Người ta bự thì người ta lấy cái phao bự đi. Thấy cái phao nhỏ chi cho nó mệt vậy anh Luật. Chưa. Anh lấy cái chân đẩy cái bụng đó đúng rồi. Cái phao bự nhất rồi. Em không. Từ đây thôi. Cái mặt lại. Anh đỡ ngầu luôn rồi. Anh ơi, anh lẹ hết coi. Đó, Ngọc Nhanh nè.
Nhanh ghê trời. Ngọc nhanh dữ hả? Bữa nào mà. Rồi. Đó. Đó, có kinh nghiệm rồi kìa. Đó, lớn. Vô. Anh giật mừng rất khó khăn. Anh đã. Anh chơi cho em đang dịnh chân đây nè. Chứ giờ anh chơi chân. Chạy thôi. Xuống đây đúng rồi, tuột xuống. Nó anh nổ vào quá rồi. Tuột xuống, anh đẩy cái đùi anh lên, đẩy cái đùi anh lên. Lên. Nó cắn cái bụng mọi người ơi. Nó cắn cái bụng. Đúng rồi đó, đẩy cái bụng. Trời hả? Hay quá Ngọc ơi. Nhanh quá. Ngọc nhanh quá à. Làm cái một vậy. Trời. Ôi. Ê à. Chị dạ cũng nhanh quá vậy. Cái mặt đỏ kè quý vị ơi. Cái mặt tiếp lực đỏ kè. Đẩy cái đùi lên cái ta. Đúng rồi. Trời ơi giỏi quá. Trời ơi lẹ đi anh Lực ơi. Chưa xuống nha. Trời ơi máu xuống nha. Gần bạn rồi, gần bạn rồi. Rồi dữ rồi. Dữ. Thôi đúng rồi. Cố lên dạ. Chết rồi. Dạ gãy cánh rồi. Dạ gãy cánh rồi. Đừng lắm. Đẩy cái đùi lên. Đẩy cái đùi lên. Đẩy cái đùi đúng rồi. Rồi rồi rồi. Yeah. 3 với 3 là 6. 6 với 5 là 11. Hơn đúng một cái. Đội này mới đầu tưởng ngon mà cuối cùng không ngon. Đó Ngọc nhanh nè. Nhanh ghê chắc. Ngọc nhanh dữ hả? Bụi ngon mà. Rồi. Ở đây cái chân đẩy cái bụng đó đúng rồi. Cái bà đó tự nhiên rồi. Ê thật. Đó lẽ dạ. Anh ơi, anh này đi anh coi. Không, đội kia tại vì có Ngọc hai đội nữa. Nhanh quá. Dễ thon gọn. Dướng cái lên với lại chơi lắc vòng quen rồi. Nhưng mà phá cái anh Vinh là dữ dội lắm. Còn bên đây dướng một mình anh Luật thôi mà bằng ba người bên đó. Mà ở đây người ta sợ á. Anh Luật mặt mày đỏ kè. Ê thật. Đỏ tưởng đi từ lúc đó luôn. Từ lúc đó luôn. Trời ơi. Cái miệng ác ghê. Như vậy là xin chúc mừng trò chơi đầu tiên, đòi chúng ta thắng 1-0. Yeah. Thì bây giờ mình thua cái game đầu tiên rồi. Mình có ý kiến gì không? Chuẩn bị thua game tiếp theo anh. Chuẩn bị thua game tiếp theo anh. Cái gì vậy? Gì vậy? Sao vậy? Có biết cái hình phạt anh đó. Cái này là tại do mình chơi đầu tiên. Bây giờ dám thách đố không? Cử một người giỏi nhất là chơi một người giỏi nhất bên đây. Một vòng duy nhất. Chị nhanh quá, chị nhỏ, chị chui cái qua liền. Bên em ai cũng bự đô con. Bây giờ Ngọc là phải chơi cái nhỏ xíu vậy nè. Đúng rồi. Ủa, mà mắc gì phải thách đấu, tụi tôi đâu có thích. Tụi tôi mệt rồi. Hay chị Ngọc phải chơi cái nhỏ này nè. Hồi nãy có thử cái nhỏ rồi mà không lên được cái đích. Bây giờ thử cái hơi nhỏ hơn xíu. Đó. Đó, cái này dễ quá, phải lấy cái nhỏ mới được. Bây giờ nè, chúng tôi dành một tiếng đồng hồ, cái nhỏ nhất cho Tiến Luật. Bây giờ em với anh Luật chơi hai cái nhỏ nhất nè. Trời ơi, cái gì vậy Ngọc? Trời lại. Nãy nó xiết tay tôi quá mà máu tôi lên không được. Trời, Vinh ăn tôi chắc rồi, Vinh phải độn bụng đi, độn bụng đi. Tôi mới thấy công bằng hả? Cái vai em nó to lắm. Ôi, vai bò chắc bự hơn vai anh á. Trời, mình làm như của mình tập gym á. Ủa, anh tập gym mà sao cái bụng anh không xuống?
Là cũng có tập gym hả? Tập lộn bài thôi. 3, 2, 1, vô, vô. Coi chừng té cái phao người ta nghe. Ây da. Chết rồi. Dướng rồi. Trời, nào có nét quyến rũ lên lực. Ê, dính lên rồi nha. Dính qua khúc này là lên rồi đó. Ui, ông. Nằm xuống. Không đau quá. Cố lên anh. Lá đầu gối đẩy lên không? Ngọc, hỗ trợ nào. Cố lên tụi em luôn. Đúng rồi. Anh nằm xuống, anh nằm xuống. Rồi kéo. Kéo rồi đi. Kéo bây giờ anh. Cái gì vậy trời ơi. Tại nghe banh luật của anh thở không được rồi kìa. Lên trời. Trời cao không có. Một đứa đứng thôi, tôi gom về tôi đưa cho. Ok, vậy bỏ ra. Đưa cái lớn trước, đưa cái lớn trước. Đưa cái lớn trước, lấy cái lớn trước. Lấy cái lớn trước. Sai rồi, sai rồi. Cướp, cướp, cướp bành của mình đó. Ê, ê, ê. Nó đâu ra vậy? Đi ra, đi ra. Đi giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi. Trong thời gian còn mà đội mình ngã là khả năng thua cao nha. Đây, qua đây luôn, qua đây. Vinh, Vinh. Hả? Vinh, anh Vinh kìa. Anh Vinh, anh Vinh kìa. Trời ơi. Cái gì? Đỡ em dậy, đỡ em dậy. Trời. Cái gì vậy? Trời, có biết lên quá. Có chân, có chân, từ từ. Thấy ghê quá. Thấy ghê. Thôi mà. Thôi mà. Thôi chị ơi. Đừng em không thôi. Đừng có treo nữa. Thôi mà, đừng có treo nữa. Ai chồng thấy em, ai chồng thấy em nè. Ai chồng thấy em nè. Thôi bây giờ. Ráng đứng dậy là mình thắng đó chị. Trời ơi. Bắt. Đúng. Vinh. Bắt Vinh lại kìa. Bắt Vinh lại. Mệt quá. Mệt thì buông đi. Đúng anh năn nỉ. Đây nó bỏ vô kìa. Ngọc qua, bỏ ra qua. Hả gì anh? Qua bỏ ra đi cho 50. Đẩy chị Ngọc kìa, đẩy chị Ngọc kìa. Đẩy Ngọc kìa em ơi, mệt quá. Hết giờ đi, hết giờ. 10. Ủa chị có giờ gì vậy? 8. Chết rồi. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, hết giờ, 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 trời tội nghiệp các em luôn á, hết giờ rồi, hết giờ. Bây giờ như vậy thưa quý vị thân mến, là chúng tôi quy định là cái cây đứng và bỏ cái phao vào thì mới là tính. Bây giờ cây nằm không, không kéo tính. Vô, kéo vô thì biết đâu rồi mà tính. Bây giờ chúng ta có một luật chơi mới, tiếng luật sẽ đứng trong cái phao này. Đứng vào ạ. Có nghĩa là gì? Không được di chuyển. Cái tay có quyền di chuyển. Chúng ta có 10 phao, đội nào nhiều hơn đội đó thắng. Sắm xì đi coi người nào thi trước. Ủa đứng sẵn chẳng tưởng chơi trước. À, không phải, tôi là đứng sẵn rồi. Casting thôi, tôi casting thôi. 2 3 sao trước thắng thì thắng thắng chơi trước thắng chơi trước ủa thắng có quyền quyết định đó thắng chơi trước đi. Game này là chơi trước lợi thế. Tin anh, tin anh. Không, em tin anh nữa. Tin anh chơi trước lợi thế.
Chị cứ quăng đi anh luật anh hứng cho. Hứng cho. Một cái, một cái. Ủa cái vô. Ngang á, cái tầm ngang á đừng bổng quá. Hai. Thôi đổi tay đi à, thú vị quá. Anh em mình hiểu nhau không? Vô. Đây thì đổi tay cho cô lấy ra nha. Vô. Tới luôn em ơi. Năm. Hai quá. Đổi tay. Bảy, bảy. Chết rồi kia rồi. Tám. Mấy rồi? Tám. Hai cái nữa. Đây rồi nè, tôi có quyền lấy ra chưa? Chưa luôn. Cái này em vô cái đầu anh nha. Cái nào không được. Hạ cái tay xuống em vô cái đầu nè. Cái tay thôi. Chết. Tay này. Nhẹ nhàng thôi nè. Sau 10 lượt của em bị hư đó, hai cái của em đó. Sau 10 lượt ném rồi chú Luật mang về 8 cái phao xin chúc mừng. Hai cái nữa thì em chồng ở đâu anh bước lại cho tôi. Cái này là tôi tính toán đúng quá trời. Anh bước lại hai cái nữa thì chồng ở đâu em thấy. Cái chân anh giơ một chân lên. Anh, cái này làm cho đời nể luôn nè. Ok em. Hạ cái tay xuống em vô cái đầu anh luôn. Rồi ok em. Rồi, vô cái đầu luôn. Nhả cái đầu ra từ từ nè. Rồi, nhón lên cho nó. Nó dễ, nó có độ chân tuộn nó dễ vô nè. Sam thấy nghi vô mũi quá nè. Đó. Một cái nữa, còn một cái nữa mà đúng không? Trừ 2 điểm đi. Đó. Rồi. Đội tiếp theo xin mời. 10 cái, chúng ta phải 9 cái thì mới chiến thắng nha. Ok, từ chị, từ chị, từ từ thôi nha. Đó. 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 Trời ơi, ơi, tôi hận em quá Thiên Ngân ơi. Mà hai cái kia cũng đâu có vô được. Cái tay bên dạng, wow. Anh. Wow. Anh nhìn cái tay người ta kìa. Ủa cho đổi tay hả? Được. Ủa sao dễ dàng quá vậy? Sao cái tay của anh nó ngắn như vậy anh ngược? Phải em đẩy một chút. Ê, hết đầu tay bên kia đầy rồi, nguy hiểm nha. Rớt là tờ là đâu có tính được không? Ê trời ơi. 6. Rồi xong thua luôn rồi. Không phải một cái nào luôn á. Ê đập bút kìa. Ủa nó khác nhau gì? 7. Trời ơi ngồi. Chưa từ. Tôi thấy xong rồi. Đó. Ba. Rồi quê đó. Bây giờ là chỉ cần một cái nữa là chiến thắng. Tôi cần tháo ra bớt mình. Cái đó là khoan, khoan nhắm khai hết. Quy định là bấm bàn tay, người ta có quyền giữ lại chứ. Em không. Thêm một cái là đời nể nè. Mất. Anh thấy tay người ta dài thôi. Anh thấy tay người ta dài chưa? Không phải là cây người ta dài tại vì á đội người ta thảy hai cái đầu không có hư. Đúng rồi. Nói chung là ở trò chơi này đội màu hồng thắng, tỷ số hiện tại là 2-1. Trời ơi, mừng hả? Thắng thì cũng như thua thôi. Sao mà thua đó? Thắng là thắng chứ. Có ai nhẹ không? Có ai thách đấu gì không? Em thách đấu. Giờ không đứng nên nằm. Đúng. Nằm xài chân. Em thách đấu à? Rồi. Chơi. Nếu thua thì sao? Thua là bây giờ. Chịu hết. Thua chịu hết. Bên kia muốn cái gì em chấp nhận hết. Rồi, ok. Đặt. Em được đấu dài, em muốn. Ngọc Hoa. Quá. Mỗi người 10 cái nha. Đừng thấy lấy cái bự á, lấy cái bự. Thấy gì nè, ừ, quăng gì nè. Chắc thua. Như coi sâu xiết vậy trời. Trời bớt lại. Sức không có mà. Ủa sao chân trái anh sai. Cái giò này bị liệt cái gì vậy? Rất có cố gắng không? Chân trái không có thuận. Người ta thảy thảy ở chân trái rồi. Dập mẹ. Dập mẹ thôi. Đó là chờ. Mẹ chuột rút. Ngược lại. Đúng rồi. Dập mẹ thẻ ra cho ta. Hết rồi. Hay quá. Đó. Trời ơi. Bớt lại nha. Chết rồi. Ba cái nha mọi người. Ba cái. Chân bớt. Chân bớt. Cái này hay nha. Rất đẹp luôn.
này thật nguyên lý nữa rồi. Mày tìm nguyên lý sao người ta giờ bẻ luôn đó. Thấy chưa? Okay, okay, càng ngày okay. Cái biên độ giữa hai chân nó càng rộng. Năm rồi đó. Trời ơi quá. Ráng lên, ráng lên. Ráng chị lên, thảy mẹ lẹ. Hay quá. Hay quá. Chết em. Còn một cái cán đi, dập bẻ tên hơi rồi. Rồi xong cái này là vô sùng chính luôn. Thấy chưa, tham thì tham, lấy cái tay này chụp đi rồi rớt cái chân này, cái rớt thì không tính rồi, cái này chụp bỏ ra luôn. Đúng, đúng. Dạ. Trời ơi, 5, 4, 5. Em đố qua vô được 5 cái lắm. Em lùng rồi, cho em xích lại cái đi. Không, quan trọng là người ném giỏi là được. Trời ơi, cái chân thấy ghét không? Trời quá. Nhanh đi dạ. Dần mà nhỏ xíu à. Trời ơi, sao con... Trời ơi Ngọc ơi, quá đúng giá. Không có bạo. Cái này chơi phụ thôi mà. Trời ơi. Em phải thắng, bởi vì Phát nói là chơi thắng phát cái gì cũng được. Chơi thua là bị phạt chung với tụi tôi đó, chứ đừng có giỡn. Ờ, đừng có giỡn. Có. Có. Trời ơi. Con liền. Phát, 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 mở có quyền lấy ra một chân. Không, không, không được. Không, chủ quyền á. Chủ quyền một. Đúng rồi. Cái giọng này sao? Nó đỡ lực hai chân luôn, quá hay luôn trời. Trời ơi. Trời ơi. Một cái quyền. Một cái là thắng. Quá. Quá. Rồi. Mình 8 trên 6 lần thắng rồi, nhưng chơi cho đời nể. Ôi chơi đời nể em. Hai cái nữa. Giờ đâu? Giờ đâu? Giờ đâu? Trời chân phải bóng ghê luôn. Cái nữa, cái nữa. Không tin được. Còn một cái nữa, một cái nữa. Không tin được. Bây giờ không còn lấy cái chân, thấy cái tay, thấy đôi giày không à. Nó vẫn móc được. Còn cái bên này nè. Từ từ cho chị Ngọc thở. Cái em 1, 2. Khó lắm. Wow, 7/10, chiến thắng Thủy Ngân và tỷ số hiện tại là 2-1, nghiêng về đội màu hồng. Tội nghiệp con mèo quá. Ổn không em, ổn không? Lần lừa lắm. Ổn không, ổn không? Tại vì cũng hơi bự con á, lần lừa cái đó. Thôi ngồi đi bác. Đứng lên mình. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.